Bạn đã bao giờ nghe nói về quỷ hút máu chưa? Chuyện này xảy ra khi nữ oa và trời, cũng là khi tôi còn bé. Đây tuyệt đối là câu chuyện kinh khủng nhất. Tôi kể cho nhị cáp ở bên cạnh nghe xong, hắn sợ choáng váng tại chỗ. Thôn chúng tôi bốn phía núi bao quanh, môi trường trong lành, cá trong sông nhỏ cũng đang vui vẻ du ngoạn. Nhưng trong môi trường tốt như vậy, lại sinh ra một người tên là Vương Nhị. Hắn trời sinh tính lười biếng, mỗi ngày đều nằm ảo tưởng một vài chuyện không làm mà đòi có ăn. Có một ngày Vương Nhị đến nhà tôi ăn xin, thái độ vô cùng hòa nhã. Mau mở cửa, đến xin ăn đây. Tôi giật mình, bây giờ muốn ăn cơm có cần phải thế này không? Tôi tức giận mở cửa ra. Lập tức hắn chào hỏi tôi bằng phép lịch sự giữa người với người. Đại ca, anh đây là đổi nghề rồi sao? Bớt nói nhảm, đem tất cả những thứ đáng tiền mang ra đây. Đại ca anh đừng kích động, để tôi tìm. Vì thế tôi liền cùng Vương Nhị thân thiện trao đổi một chút. Tôi rất vui vẻ. Tôi cảm thấy Vương Nhị có lẽ cũng rất vui vẻ. Vương Nhị vừa về nhà, tôi phát hiện tôi lại không vui. Tôi bèn thức dậy, đi tới nhà Vương Nhị, lại cùng hắn thân thiện trao đổi một chút. Tôi bèn lại vui vẻ về nhà. Mấy ngày nay Vương Nhị vẫn không có ở nhà, tôi cũng không biết là vì sao. Tôi tìm mấy ngày cũng không tìm được, liền đi tìm Tứ Lư trò chuyện thân thiện. Hôm đó Vương Nhị đói đến mức không chịu nổi, liền hát bài hát hắn thích nhất. Đi ra sau núi hái chút trái cây ăn, thấm thoát mà đã đến trạng vạng, nguy hiểm cũng lặng lẽ đến gần. Chỉ thấy cách đó không xa có một thằng danh, trong tay cầm một ly nước ép máu, mặt mũi rất xấu xí, nhìn là biết trẻ trâu rồi, khiến Vương Nhị sợ tới mức cong chân bỏ chạy. Nhưng tên đó làm sao có thể để cho con mồi đến miệng chạy thoát, bèn tốc biến một phát đi tới trước mặt Vương Nhị. Chỉ thấy Vương Nhị từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng, mở miệng nói: "Chào đồng chí quỷ hút máu tôn kính." Nói nhảm quá. Đại ca, máu của tôi không ngon đâu. Sao ngươi biết ta thích uống máu không ngon? Quỷ hút máu ôm hôn Vương Nhị đắm đuối. Sau một khoảng thời gian đau khổ, no rồi, không biết qua bao nhiêu năm tháng, thi thể của Vương Nhị cuối cùng đã được phát hiện. Nhưng lúc này Vương Nhị đã không còn sự ngông nghênh của năm đó, vẻ mặt tiêu tụy, chân tay mệt mỏi, trở thành một bộ xương khô. Tôi nghe được tin tức này, không khỏi có chút thương cảm. Tôi xúc động nói: "Một đời oai hùng cứ như vậy sụp đổ, không còn cùng hắn nói chuyện thân thiện được nữa." Trong lòng có một loại cảm giác mất mát khó hiểu. Tôi đi ra sau núi, tìm được hài cốt của Vương Nhị. Tôi suy nghĩ tìm chỗ chôn hắn, để cho hắn có được một phần linh hồn thực sự thuộc về mình. Tôi liền gọi điện thoại cho Diêm Vương, hỏi xem cần bao nhiêu tiền. "Alo, xin chào, xin hỏi ở chỗ ngài xử lý những ngày cuối cùng của cuộc đời người cần bao nhiêu tiền?" "Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, đã suy nghĩ lâu dài như vậy, đã giác ngộ cao như thế." "Không nhiều, để giá hữu nghị vài trăm tỷ, bây giờ sắp xếp cho ngươi hay sao? Hay là chờ ngươi chết rồi mới sắp xếp?" Tôi liền cúp điện thoại. "Còn đốt cái gì nữa, để vậy là được rồi." Tôi liền tìm một gói mì ăn liền, đem di cốt Vương Nhị bỏ vào bên trong, lại tìm cho hắn một nơi môi trường hoàn hảo chôn cất hắn, dựng bia mộ lên. Lúc này tôi nổi hứng làm thơ: "Đi khắp thiên hạ du ngoạn bốn phương, lòng người sao dài như nước chảy, đã nói kết nghĩa làm huynh đệ, cùng ở bên nhau đến bạc đầu." Trời dần dần tối sầm lại. "Hay lắm, một người có tình có nghĩa, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta nhất định sẽ chôn ngươi cùng hắn." Cuối cùng cũng xuất hiện, tự giới thiệu một chút. "Giới thiệu cái con khỉ, không thân thiện như vậy sao? Vậy đừng trách ta vô tình." Hắn ôm tôi hôn một cái, vừa hôn vài cái, định mệnh. "Máu này có độc." Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, lúc ấy thôn chúng tôi lưu truyền một truyền thuyết thế này: tuyệt đối không được đi ra sau núi, nơi đó sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Năm đó tôi vừa trở về từ thành phố, đi bộ trên con đường của thôn chúng tôi, nghe người dân đang cằn nhằn một cái gì đó. Tôi không quan tâm, bởi vì ông tôi đã nướng xong móng giò đợi tôi ở nhà. Tôi trực tiếp về nhà. Sau khi về đến nhà, chỉ thấy ông nội thần sắc hoảng hốt. 30 năm, tròn 30 năm, nó vẫn trở về. Ai trở về vậy ông?
Chỉ thấy ông nội bị tôi dọa sợ tới mức run rẩy, tuyệt đối đừng đi ra sau núi, cách xa nơi đó càng xa càng tốt. Mấy ngày trước, Tứ Lư bạn thân của con đã mất tích, được người ta phát hiện ở phía sau núi, bị quỷ chặt đầu chém thành nhiều mảnh, con ở nhà, không được đi đâu cả. Tôi gật đầu, sáng sớm hôm sau, trưởng thôn chúng tôi tập hợp mấy tráng sĩ trong thôn đi ra sau núi bắt yêu. Thôn trưởng dặn dò vài câu, liền đi về phía sau núi. Chạng vạng đến, người đi ra sau núi chẳng một ai trở về. Tôi liền có chút tò mò, liền đi về phía sau núi. Đi tới sau núi, tôi đi được một đoạn, chỉ thấy phía trước thi thể nằm la liệt, máu tươi đầm đìa, thi thể bị chặt thành mấy đoạn, nội tạng dập nát kèm theo dịch tủy dương chảy đầy đất, trạng thái chết tương đối thê thảm, quả thực thảm không dám nhìn, mùi máu tanh sộc vào mũi, không khí dường như vô cùng đặc dính. Tôi không dám dừng lại nhiều, liền xoay người định về nhà, đi về hướng xuống núi. Đi một đoạn đường, đột nhiên xuất hiện một con quái vật, không nói hai lời. Đại ca, muốn tìm cái chết sao? Còn định chạy à?